và các bạn. Đồi núi mênh mông, hoa cỏ bạt ngàn. Đối với người dân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thì đó không chỉ là phong cảnh mà còn là nguồn lợi thiên nhiên. Trong chương trình Địa chỉ tin cậy số ngày hôm nay, xin được giới thiệu tới quý vị khán giả một sản phẩm được khai thác từ nguồn lợi hoa cỏ thiên nhiên, đó là sản phẩm mật ong núi đá của xã Xuân Quang. Sản phẩm này đã được Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia công nhận là sản phẩm không có dư lượng kháng sinh, không hóa chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại xã Xuân Quang, nghề nuôi ong lấy mật đã được bà con duy trì từ hàng chục năm nay. Những dải núi đá trải dài ôm lấy những khu vườn, trang trại rộng lớn với những mùa hoa nhãn, hoa bưởi, hoa chanh, hoa đào cùng nhiều loài hoa dại trên núi là nguồn lợi dồi dào để người dân nuôi ong lấy mật. Riêng tại thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang đã có tới hơn 30 hộ nuôi ong. Nhà ít cũng dăm ba chục đàn, nhà nhiều như hộ gia đình anh Cao Văn Chiến, tổ trưởng tổ hợp tác nuôi ong, thường xuyên có từ 700 đến 800 đàn ong mật, đem lại cho gia đình anh mỗi năm bình quân từ 5 đến 6 tấn mật. Sản lượng mật ong của xã Xuân Quang khá lớn và hầu hết được bà con tiêu thụ tại chỗ với mức giá trung bình từ 200 đến 250.000 đồng trên một lít mật. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ xã Xuân Quang thực hiện mô hình nuôi ong mật chất lượng cao với quy mô 200 đàn ong nội. 10 hộ tham gia mô hình được tổ chức thành tổ hợp tác nuôi ong mật chất lượng cao, được các chuyên gia tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giống, vật tư và giám sát xuyên suốt quá trình phát triển của đàn ong cũng như việc khai thác mật của từng hộ, đảm bảo theo quy trình kỹ thuật thực hành nuôi ong tốt, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Kết quả là sau một năm thực hiện, các đàn ong thuộc mô hình cho năng suất trên 18 kg mật mỗi đàn một năm, cao hơn 2 kg mật so với các đàn ong ngoài mô hình mà vẫn đảm bảo chất lượng mật cao. Tại vì sao em rất tự tin trong cái việc là thành lập tổ hợp tác và em rất gắt gao trong cái việc là làm chất lượng sản phẩm. Thành lập tổ hợp tác nhưng tôi phải yêu cầu các anh đã vào đến đây là anh phải làm ra chất lượng. Đấy. Chứ anh làm số lượng thì có mà chất lượng thì không thì chắc chắn là sẽ không bao giờ tồn tại. Quan điểm của em ý, mỗi một khách hàng nhá, lại là một thành viên quảng cáo sản phẩm. Bởi vì em cũng không có mua chuộc gì họ cả. Sản phẩm em người ta dùng thì chất lượng thì tự người nọ giới thiệu người kia. Và chính vì thế thì cái quy mô của em thì nó khát vọng thì nó rất lớn, nhưng mà cái thị trường phát triển đến đâu, khách hàng tiềm năng đến đâu thì em phát triển đến đó. Đấy. Thế thì bây giờ thành lập được tổ hợp tác thì đấy, cái quan điểm của em nó cũng là chất lượng như thế. Thế nếu như toàn bộ anh em mà đoàn kết được, phát triển có được chất lượng đưa ra thị trường, và thị trường nếu như nhiều người người ta biết đến thì mình phải phát triển được số lượng và cũng như chất lượng phải đồng hành. Những bình mật ong nguyên chất 100% được vắt từ những tổ ong đặt trong môi trường tự nhiên hoang dã, có hương thơm hấp dẫn, giá trị dinh dưỡng cao, được tổ hợp tác nuôi ong thiết kế bao bì, tem nhãn hàng hóa sản phẩm đầy đủ. Các thông tin giới thiệu in trên bao bì gồm thành phần, công dụng, cách sử dụng và bảo quản, gồm song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả đều do chính những hộ trong tổ hợp tác xã Xuân Quang cùng lên ý tưởng và thiết kế. Sản phẩm này đã được hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai chứng nhận đạt 3 sao cấp tỉnh, do đáp ứng đầy đủ các kết quả kiểm nghiệm, đo lường cũng như các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vật. Các chủ nhân của sản phẩm mật ong núi đá Xuân Quang cũng như các cơ quan quản lý tin tưởng rằng sản phẩm này thực sự sẽ tạo ra một sự bứt phá mới về chất lượng và thương hiệu cho mật ong của Lào Cai. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, hy vọng với những thông tin vừa đề cập ở trên, quý vị và các bạn cũng có thể an tâm hơn trong việc lựa chọn sản phẩm mật ong núi đá của tổ hợp tác nuôi ong chất lượng cao xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Để biết thêm được những thông tin về những địa chỉ mua hàng tin cậy, hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong những số tiếp theo của chương trình, được phát sóng vào lúc 19h50 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Lào Cai, hoặc trang web laocaitv.vn, hoặc Facebook và kênh YouTube của đài. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.